Xin chào các bạn. Mời các bạn cùng Minh Nhật nghe chuyện. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ta nghĩ cách trở lại bên hắn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, vị hôn phu đã chờ đợi ta suốt 5 năm ở thế giới khác, ta đã dùng mọi cách để xuyên không trở lại. Khi trở về, ta phát hiện ra rằng hắn đã nuôi dưỡng một nữ nhân khác trong cung, nàng có 9 phần giống ta. Thì ra trong những ngày ta rời đi, hắn đã tìm một người thay thế ta. Ta không biết nên vui hay nên buồn sau 5 năm xa cách, gặp lại nhau, đôi mắt của tiêu giật đỏ ngầu, những nét quen thuộc trên khuôn mặt cũng đã trưởng thành, mang theo một cảm giác xa lạ. Ta không tự chủ nhếch môi, cổ họng chợt cay đắng. Tiêu giật, ta đã trở về rồi. Tiêu giật chậm rãi bước đến trước mặt ta, nhẹ nhàng chạm vào má ta, sau đó dừng lại ở cổ. Một khắc đó, ta cảm giác như hắn muốn bóp chết ta. Ta nhìn vào bộ áo theo bốn con mãng xà của hắn, ánh mắt ta thoáng thay đổi thì ra hắn chính là thái tử, đứa trẻ nhỏ bé từng chịu nhiều khổ sở trong lãnh cung, nay đã lên đến vị trí cao như mong muốn. Cuối cùng, tiêu giật cũng tỉnh táo lại, lắc đầu. Thư thư, cổ họng của tiêu giật nghẹn lại, không nói thêm được lời nào khác. Ta chủ động nắm lấy tay hắn, môi khẽ mở. Tiêu giật, ta xin lỗi vì đã đi quá lâu. Một lão bà tử bỗng chen vào. Điện hạ, hôm nay chính là nương nương. Cầm miệng ánh mắt của tiêu giật lóe lên một tia hoảng loạn không dễ nhận thấy chủ tử đang nói chuyện không có chỗ cho tiện nô như ngươi sen vào hai từ tiện nô vô tình vào tai ta khiến ta nhíu mày hắn rút tay đầy mồ hôi khỏi lòng bàn tay ta từ từ nắm lại rồi đặt sau lưng thư thư hắn hạ giọng để ta đưa nàng đến quy tây viện trước nhé đây là ta vì nàng mà làm ta không nói thêm một lời nào cả hai yên lặng đi về phía tây bắc của phủ hắn thậm chí quên cả nắm tay ta. Phía trước dần hiện ra một tiểu viện, như được tách riêng khỏi phủ thái tử, cách chính viện rất xa. Ta đưa tay kéo áo hắn. Tại sao không để ta ở chính viện? Chàng đã cưới thê rồi sao? Chưa từng, hắn trả lời nhanh chóng, không giống như đang giả vờ. Nếu hắn có người khác, ta sẽ không oán hận. Dù sao, người đã biến mất 5 năm mà không thể giải thích là ta, nhưng ta không thể chấp nhận bị lừa dối. Ta biết mà, chàng sẽ không có người khác ta nói mắt hắn nhìn đi chỗ khác nếu có thì sao hắn hỏi ta sẽ rời đi ta trả lời dứt khoát có những thứ tuyệt đối không thể chia sẻ với người khác năm năm trước ta đã nói với chàng rồi hắn im lặng một lúc lâu rồi thì thầm trong lòng ta chỉ có mình nàng vừa nói xong hắn nắm tay ta dẫn ta về quy tây viện chữ quy tây trên cửa hiện rõ trước mắt là nét chữ của hắn đứng ở cửa ta nhìn thấy các vật dụng như bình hoa máy bay giấy xích đu tất cả đều là những kỷ niệm chúng ta cùng chia sẻ trong lãnh cung ta nắm chặt tay xin lỗi từ giờ ta sẽ không biến một tiếng động nặng nề cắt ngang lời ta khiến ta và hắn đều giật mình hắn nhanh chóng bước vào trong ta theo sau trong khu vườn một nữ tử mặc áo xanh đang chật vậy nhấc thùng nước bùn đất bắn lên váy nàng ta hắn bước tới một bước rồi đột ngột dừng lại nghiến răng nói Châu Tô, sao nàng lại ở đây? Nữ tử tên Châu Tô run rẩy nói trong tiếng nấc. Chàng đừng tức giận, ta chỉ muốn giúp, dù sao ta cũng. Cầm miệng. Hắn ngắt lời, ta đã cảnh báo nàng, đây không phải là nơi nàng có thể bước vào. Hiếm khi ta thấy tiêu giật bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, mọi cảm xúc đều giấu kín trong lòng. Đúng, ta không nên đến, giọng nàng ta yếu ớt, phảng phất tiếng khóc ta nghiêng đầu nhìn qua vai nàng và khi nàng ngẩng mặt lên đôi mắt đầy nước mắt trông thật đáng thương khuôn mặt nàng có chín phần giống ta nụ cười trên môi ta dần tắt lần đầu tiên ta xuyên không đến lâm triều ta mới 15 tuổi nhiệm vụ của ta là cứu một đứa trẻ trong lãnh cung ta ngồi xuống bên giường ngón tay chạm vào chán lạnh như băng của hắn mắt tiêu giật nhắm chặt lộ ra gương mặt gầy gò tái nhợt chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi nếu không phải bị liên lụy bởi mẫu phi có lẽ hắn đã sống một cuộc đời vàng son như những hoàng tử khác người đời đã gây ra nỗi đau cho hắn sao có thể đòi hỏi hắn phải khoan dung và nhân tử dù là nhiệm vụ ta vẫn không kìm được lòng chắc ấn ta ôm đứa trẻ đang hôn mê canh giữ suốt ba ngày đêm kéo hắn từ quỷ môn quan trở về khi hắn uống ngụm nước đầu tiên hắn giận dữ nói nếu ngươi có lòng ta sẽ giết ngươi ta cười đáp ta đợi ngươi lớn lên giết ta Thế là ba năm trôi qua, trong lãnh cung rộng lớn, chỉ có hai chúng ta nương tựa vào nhau, hơn một nghìn ngày đêm đồng cam cộng khổ. Tình cảm dành cho nhau lúc họa nạn càng ngày càng sâu sắc, chúng ta đã không thể ngừng lại được. Như những con chim sâu đầu đời của tình yêu, chúng ta mãnh liệt và ẩn mình, hận không thể cùng đối phương hòa làm một. Nhưng một ngày nào đó, nhiệm vụ sẽ kết thúc và ta sẽ phải rời khỏi thế giới này. Nếu ta muốn quay lại lần thứ hai, chỉ có thể chờ đợi trong trong 5 năm và tự nguyện chết trong thế giới ban đầu. Điều này rõ ràng là một sự mạo hiểm được ăn cả ngã về không. May mắn thay, ở thế giới ban đầu, ta đã sống trong cô đơn và không có ai buồn bã vì sự ra đi của ta. Hệ thống cố gắng thuyết phục ta rằng, hầu hết những người cùng suy nghĩ với ta về việc xuyên không đã từ bỏ sau 5 năm chờ đợi. Ngay cả khi có người kiên trì trở lại, họ cũng ít có khả năng thành công theo ý muốn. Ta không hối tiếc, mỗi khi có thời gian ta sắp xếp mọi chuyện sau khi rời đi. Tiêu giật chắc chắn sẽ chờ ta quay lại, nhưng ta không thể giải thích cho hắn ngay trước khi rời đi, chỉ có thể hỏi đi hỏi lại hắn trước khi rời đi. Tiêu giật, nếu vì lý do bất khả kháng mà ta phải rời đi 5 năm, liệu chàng có chờ ta không? Thiếu niên anh Tuấn ôm chặt ta vào lòng, ta sẽ chờ, bất kể bao lâu, nàng nhất định phải trở về. Hết văn án. Thư thư, tối ta sẽ đến thăm nàng sau. Tiêu giật sắp xếp ta ở quy tây viện xong, liền vội vã rời đi. Trong viện có bốn nha hoàn, năm bà tử, so với việc chăm sóc, họ giống như sợ ta bỏ trốn hơn. Đêm đó, ta ngồi buồn bã trên xích đu trong sân, nhìn bầu trời tối dần, tiêu giật không đến. Mấy ngày trước, lòng nhiệt huyết khi trở về của ta hiện giờ đã hoàn toàn nguội lạnh. Toái tuyết trần trừ lên tiếng, thư cô nương, người có muốn dùng bữa trước không? Điện hạ bận rộn công việc, tối nay chưa chắc sẽ đến. Ta chống chân xuống đất, một lực đứng dậy ánh mắt lướt qua cánh cửa sân tối đen được vừa qua giờ hợi ta nằm trên giường lật mở một quyển du ký ở đây không có mạng không có cuộc sống đêm đa sắc màu nếu người bên cạnh không ở đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô tận điều này cũng khiến ta nghe rõ một một những lời thì thầm bên ngoài cửa khóc mà chạy ra ngoài ai lại đúng ngày sinh nhật ai mà ngờ chính chủ quay về thật là xui xẻo điện hạ của chúng ta chẳng phải vội vàng theo dỗ sao. Nghe nói giờ đang. Vài tiếng cười khúc khích nữa. Trang sách trong tay ta mãi chưa lật, ánh mắt nhìn dòng chữ đó đi lại, trong đầu trống rỗng. Toái tuyết sắc mặt khó coi, cúi mình xin lỗi, thư cô nương xin thứ lỗi, hai nha hoàn đó tuổi còn nhỏ, nói năng hồ đồ, thật ra điện hạ. Ta gập trang sách lại, ta mệt rồi, các ngươi cũng đi nghỉ đi, không cần trực đêm. Vâng, toái tuyết gần như không nhìn thẳng vào ta, cúi đầu lui ra. Nến tắt, ta mở mắt ra trong bóng tối. Hệ thống cười nhạo hỏi, đã nghi ngờ rồi, tại sao không kéo nha hoàn ở cửa vào hỏi rõ ràng. Ta sẽ không tìm kiếm sự thật từ miệng người khác. Ta lạnh lùng nhìn vào khoảng không. Ta không biết họ có mục đích gì, nhưng rõ ràng là cố ý. Ta vừa mới trở về, sự nghi ngờ mập mờ này dễ gây tổn thương tình cảm nhất. Ta không muốn bị người khác điều khiển, có vài việc ta sẽ tự mình làm rõ ngày hôm sau khi tư giật bước vào cửa trên mặt hắn vẫn còn vẻ bực dọc không thể xua tan ta lặng lẽ nhìn vị thái tử cao quý từng bước từng bước tiến đến cúi xuống trước mặt ta ánh mắt giao nhau khuôn mặt anh dịu lại đôi chút thư thư hôm nay ta dẫn nàng đi dạo khắp nơi được không trước đây chúng ta bị giam trong lãnh cung luôn tưởng tượng về thế giới bên ngoài hắn nói một ngày nào đó sẽ dẫn ta ra ngoài bây giờ hắn đã có khả năng làm được ta nhẹ nhàng nhìn hắn chủ động nâng cầm hắn lên và hôn một cái. Được. Sự thân mật đã lâu không có khiến tiêu giật ngỡ ngàng, chưa kịp để ta rời đi, hắn liền đứng dậy, một tay nắm lấy sau cổ ta, làm sâu thêm nụ hôn này. Mọi thứ lại như trở về lúc trước. Tiêu giật dẫn ta đi dạo khắp nơi, xem kinh thành phồn hoa, đi đường phô trương, áo gấm châu báu đều vào tay ta. Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng ngạc nhiên của người qua đường, không biết là sủng phi nhà nào ra ngoài, thanh thế lớn như vậy. Ta quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Chàng có nhớ, có lần trong lãnh cung gạo bị mốc, chúng ta đói cả ngày, chàng nói muốn ăn bánh bao của tiệm trên bình phố. Tiêu giật nắm tay ta, khựng lại, sau đó bình tĩnh nói, nhớ, nàng muốn đến tiệm trên bình phố à? Không, ta hạ giọng cười, chỉ là tiện miệng nói thôi. Không có cái gì gọi là bánh bao tiệm trên bình phố, những ký ức ta khắc ghi trong lòng, hắn đã sớm mờ nhạt. Thư thư còn muốn đến nơi nào không? Nếu tiện, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ta muốn đi dạo chính viện của chàng. Ta cảm nhận được sự hoảng loạn thoáng qua của tiêu giật, nhưng ta không biểu hiện ra ngoài, vẫn nhìn hắn như không có chuyện gì. Thật lâu, hắn gật đầu, vậy ta sẽ cho người chuẩn bị. Chính viện của phủ thái tử không xa hoa như ta tưởng tượng, nhưng đâu đâu cũng toát lên vẻ thanh nhã. Đi qua một ngọn giả sơn, ta dừng chân trước rừng mai. Tiêu giật nắm chặt tay ta, sao vậy? Có gì không đúng sao? Không, ta liếc nhìn hắn, chỉ là cảm thấy rất đẹp. Đẹp như hoa mai theo trên tay áo của nữ nhân áo xanh. Nếu nàng thích, ta sẽ lập tức chuyển đến quy tây viện. Hắn nóng lòng bày tỏ. Ta không trả lời, quay đầu bước vào chính phòng. Tiêu giật theo sau, ta có thể cảm nhận sự căng thẳng của hắn. Nhưng ta vẫn bước đi không nhanh không chậm, dần vặt hắn, cũng dần vặt chính mình. Bên giường trong phòng ngủ, ta đưa tay chạm vào gối đôi uyên ương. Thư thư, đó là do thợ thêu của phủ đổi ta luôn không để ý đến những việc này ngay lập tức hắn khựng lại lời còn lại nghẹn trong cổ họng ta cúi đầu nhìn chiếc áo nhỏ màu xanh rút ra từ dưới gối đầu ngón tay vuốt ve chất liệu này rất tốt cực kỳ sang trọng thư thư ta có thể giải thích giải thích gì cửa phòng ngủ đột ngột bị đẩy ra bà tử đỡ châu tô bước vào nàng cắn chặt môi dưới nhìn tư giật như khóc như than Điện hạ tại sao lại dẫn nàng ấy đến đây? Quy Tây Viện đã đành, tại sao ngay cả chỗ này cũng không tha? Châu Tô, nàng đừng nói linh tinh, đây là nơi của ta, nàng ấy đương nhiên có thể đến. Tiêu giật ánh mắt sắc bén, lời đe dọa không rõ ràng khiến người ta sợ hãi. Châu Tô ánh mắt yếu đuối, loạn choạng suýt ngã, tiêu giật thân hình động đậy, như muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Điện hạ, lông mi nàng đẫm lệ sắp rơi, giọng vỡ vụn nhưng đẹp đẽ, chàng quên những gì chàng nói tối qua sao? Tiêu giật nhắm mắt lại, nhẫn nhịn bóp chán, châu tô, chúng ta nói chuyện sau, nàng ra ngoài trước đi. Điện hạ, bà tử khàn giọng cầu xin, nương nương sáng nay đã ho ra máu rồi. Gì? Tiêu giật đột ngột ngẩng đầu, vội vàng tiến lên đỡ châu tô, sao lại thế này? Trước đó thái y kê thuốc có uống đều không? Bà tử quỳ xuống đất, điện hạ, nương nương buồn phiền trong lòng, thuốc tốt đến mấy cũng không hiệu quả, đặc biệt là bà ta liếc ta một cái đặc biệt từ khi cô nương này đến trong phủ lời ra tiếng vào xấu xa nương nương bị kích động bệnh tình càng nặng hơn tiêu giật lạnh lùng nói ai dám nói xấu chủ nhân báo cho quản gia đánh một trận rồi bán đi bà tử cúi đầu thấp hơn liên tục đáp lời ta như một khúc gỗ lặng lẽ quan sát từng động tác từng biểu cảm của hắn tiêu giật âu yếm vuốt ve má nàng sao lại không nghe lời thế nếu sức khỏe tệ đi làm sao thực hiện được nguyện vọng đã hứa trong lễ hoa chiêu. Thì ra họ đã từng thả đèn cùng nhau trong lễ hoa chiêu và cùng nhau ước nguyện. Sự thân mật này không hề để ý đến xung quanh. Châu Tô cuối cùng cũng đỏ mặt, dịu dàng tựa vào ngực hắn. Thư thư, thân thể nàng không khỏe, ta đưa nàng ấy về trước. Tiêu giật nửa ôm lấy Châu Tô, bối rối nói. Ta từ từ đứng dậy, đi cùng đi, ta cũng muốn đi dạo một chút. Có vài chuyện, phải xé toạc ra mà nói rõ ràng, và ta không muốn chờ đợi một cách thụ động nữa. Tiêu giật đứng yên tại chỗ, không di chuyển. Châu Tô và bà tử cùng nhíu mày, có lẽ chưa từng thấy ta không biết điều như vậy. Ta nâng mí mắt lên, mỉm cười nói, ta cũng muốn tiễn Châu Tô cô nương, có gì bất tiện sao? Không, không phải. Ánh mắt tiêu giật dao động, trên mặt thêm chút phiền muộn. Vậy đi thôi. Khi ta đứng trước sân của Châu Tô, ta mới chợt hiểu tại sao họ lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Thì ra, vừa ra khỏi phòng ngủ và chỉ cần rẽ một cái, tiểu viện của nàng nằm ngay trong rừng mai, có thể nói khoảng cách gần trong gang tấc. Cánh hoa rơi như mưa bụi, tầng tầng lớp lớp, khiến vai người ta chịu nặng. Ta đứng chết lặng tại chỗ, nhìn họ thân mật dựa vào nhau, từ từ đi vào bên trong. Cô nương thấy rồi chứ, bà tử nhướng mày, nói nhỏ, dù ngươi có mưu tính thế nào cũng vô ích, trái tim của điện hạ ở đâu, bà già này những năm qua nhìn rõ mồn một khi điện hạ xa sút ngươi đã bỏ đi giờ lại muốn quay về hưởng thụ mơ tưởng bà ta hất tay áo thẳng thừng đi theo họ vậy tiêu giật cũng nghĩ như vậy sao đột nhiên ta cảm thấy khó thở khi hoa rơi phủ đầy tà váy của ta tiêu giật mới nặng nề bước ra khỏi cửa phòng hàn tránh ánh mắt lặng lẽ nắm tay ta ta cũng im lặng tê tái bước theo cuộc nói chuyện này không thể tránh được ra khỏi phủ thái tử tiêu giật thẳng thắn dẫn ta đến lãnh cung. Đó là nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, kết tình và hứa hẹn cả đời. Thư thư, nàng yên tâm, ta sẽ cưới nàng. Tiêu dậy nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại hướng về nơi khác, như một sự bù đắp không cam tâm tình nguyện. Tiêu giật, lòng ta đáng chát, nhưng vẫn cười, năm đó trong lãnh cung, gạo bị mốc, ta không nỡ để chàng đói, đã đi trộm bánh bao từ ngự thiện phòng cho chàng, còn mình thì uống bát cháo mốc ấy. Hương vị của bát cháo mốc đó ta vẫn nhớ đến tận bây giờ, mùi vị ghê tởm lan tỏa, khiến cổ họng ta nổi gai. Thư thư tiêu giật ngước mắt nhìn ta, mắt đỏ hoe. Ta ngăn hắn lại, lắc đầu, ta nói điều này không phải để mong chàng cảm kích, chàng kiên nhẫn nghe ta nói hết. Năm năm trước chàng nói sẽ đợi ta, ta tin nên quay lại tìm chàng, nghĩ rằng chúng ta sẽ như xưa. Ta không đợi nàng sao, tiêu giật đột nhiên kích động, quy hề viên từng cây cỏ, đều do ta ba năm qua tự tay xây dựng, nàng rời đi mà không có lý do nhưng ta vẫn giữ vị trí thái tử phi cho nàng vì thế ta không trách chàng ta nhìn không rời nét mặt sống mũi và đôi môi đã từng hôn bao lần của hắn nhưng chỉ có vậy thôi ta sẽ không chia sẻ phu quân với bất kỳ ai tiêu giật ta ngẩng đầu hít thở cô nuốt xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng chàng đối với ta giống như bát cháo mốc kia dù có cố nuốt xuống sớm muộn gì cũng sẽ nôn ra đồng tử tiêu giật co rút lại không thể tin được thư thư nàng ta nhẫn như vậy sao? Châu tô chỉ thay thế nàng, an ủi nỗi đau nhớ nhung ba năm qua của ta mà thôi. trong tim ta luôn chỉ có nàng, hắn nắm chặt vai ta, hơi run. nếu nàng không thích nàng ấy xuất hiện, ta sẽ đưa nàng ấy đi xa, được không? Tiêu giật, từ lúc chàng cho phép nàng ta xuất hiện bên cạnh, chúng ta đã không còn khả năng nào nữa rồi. Huống hồ chàng đã động lòng với nàng, làm sao mà ta có thể không nhận ra? Ta dứt khoát lùi lại một bước, thoát khỏi tay hắn tràng thiếu niên nhút nhát hay ngại ngùng ngày xưa đã không còn hiện tại phản chiếu trong mắt ta chỉ còn là vị thái tử tôn quý của dục chiêu toái tuyết ngoài cửa vén rèm lên cô nương có người đến ta ngẩng đầu khỏi cuốn sách ai vậy chuyện này toái tuyết do dự cắn môi là chắc phi nương nương của chúng ta đặc biệt đến thăm cô nương một giọng nói lớn vang lên bà tử hôm trước đã không còn vẻ bi thương trông rất phấn chấn ta ngây người hai từ chắc phi lăn qua lăn lại trong cổ họng, đầu lưỡi đắng ngắt và tê dại. Không lạ gì khi hắn có thể tự tin nói chưa cưới thề. Bà tử dùng cùi trò đẩy toái tuyết ra, khinh bỉ lường một cái, có gì mà không nói rõ ràng. Nương nương nhà ta đường đường chính chính, kiệu hoa lớn vào phủ thái tử, đâu phải lén lút gì. Toái tuyết hoảng hốt nhìn sắc mặt ta, rồi quay đầu kéo bà ta, nếu điện hạ biết, chắc chắn sẽ. Sẽ làm gì? Châu Tô mỉm cười bước vào, dịu dàng hỏi, sẽ trị tội ta sao? Toái tuyết giật mình, vội quỳ xuống, nô tỳ vượt quyền rồi. Châu Tô hiền hòa phẩy tay, bảo nàng đứng lên, không cần căng thẳng, ta chỉ đến thăm cô nương thôi, dù sao nàng ấy cũng là khách trong phủ. Đồ tiện tỳ còn không lùi xuống, bà tử quát. Mặt Toái tuyết lập tức đỏ bừng. Ta bỗng cười, nhìn Toái tuyết, ngươi lui xuống đi, đừng lo cho ta, chó giữ không sủa, nhất không được bao nhiêu sóng gió. Ngươi mắng ai, mặt bà từ tức khắc như gan lợn ta lơ đãng liếc nhìn chẳng buồn nhìn thẳng bà ta ánh mắt chỉ dừng lại ở châu tô châu tô giơ tay ngăn bà tử đang phẫn nộ nhũ mẫu bà cũng ra ngoài đi ta muốn nói chuyện riêng với thư cô nương trong nhà lập tức trở nên yên tĩnh ta nhìn nàng với ánh mắt bình thản chờ đợi yêu cầu của nàng châu tô thu lại nụ cười chậm rãi tiến lên một bước trước khi ta kịp phản ứng nàng đã đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta xin tỷ tỷ thương xót muội muội vốn là nữ nhi không được yêu thương của phủ tướng quân nếu không phải điện hạ cứu muội ra có lẽ muội đã bị hành hạ đến chết muội thật sự không thể mất điện hạ liên quan gì đến ta ánh mắt ta trở nên lạnh lùng những lời này ngươi giữ lại mà nói với điện hạ của ngươi nói với ta có ích gì tỷ tỷ nghĩ muội không biết sao tỷ ép buộc điện hạ cưới tỷ còn muốn đuổi muội đi trong mắt châu tô lóe lên một tia cam hận ta chỉ mong có một nơi dựa Sao tỷ không cho ta chỗ ở? Khi thái tử lên ngôi, hậu cung sẽ chỉ toàn là nữ nhân, tỷ sẽ làm thế nào? Ta vẫn như cũ, không liên quan gì tới ta, ta cảm thấy hơi buồn cười. Nếu hắn muốn cưới ta, ta cần phải gả hắn à? Ngươi muốn tranh giành với những nữ nhân trong hậu cung không? Đó là ngươi, nhưng Tống thư không muốn. Nam nhân này, ta không cần, hắn không xứng với ta. Tỷ đang nói dối. Châu Tô vươn tay nắm lấy cánh áo ta, trên thế gian này ai lại từ chối thái tử? Ta nhếch môi, khó chịu giơ tay đẩy Châu Tô. Châu Tô trượt chân, ngã sấp xuống đất, nét mặt căng thẳng. Ta ngớ người, cúi xuống để giúp đỡ, nhưng bị một lực mạnh từ phía trước đẩy ra. Tô Tô, sao vậy? Tiêu giật lộ rõ sự lo lắng, ôm Châu Tô đang rơi nước mắt chảy xuống. Ta chống tay, từ từ đứng dậy. Tống thư, nàng giận ta thì giận, sao lại đẩy nàng ấy làm gì? Ta quay qua, ánh mắt chậm rãi hướng về phía hắn. Ngay trước dù nàng có cường thế như nào, ta cũng đều chiều nàng, dung túng cho nàng, nhưng tiêu giật nheo mắt lại, từ kẽ răng nặn ra vài chữ, nàng có biết nàng ấy hiện đang mang thai không? Từ thư thư thành tống thư, từ châu tô thành tô tô. Đây chính là nam nhân không lâu trước còn nói trong lòng chỉ có mỗi ta, thật nực cười. Ta giữ thẳng lưng, cổ họng nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, vậy thì thật là, chúc mừng điện hạ nàng làm ta cảm thấy rất mệt mỏi rất thất bại tiêu giật nhìn sâu vào ta lắc lắc đầu điện hạ bụng thiếp đau quá châu tô đột nhiên kêu lên đau đớn hắn vội quay lại hôn trán châu tô an ủi chúng ta đi bàn tay lớn của hắn luồn qua chân nàng rồi bế ngang lên hắn đi đến cửa rồi dừng lại nhẹ giọng thở dài bây giờ sao nàng lại trở nên cô gần như không nhận ra nàng nữa rồi cho đến khi tấm rèm trước sau đung đưa trở lại yên tĩnh ta vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Ánh sáng trong phòng dần dần biến mất, bóng tối vô tận xâm chiếm từng lỗ chân lông, hơi thở cũng khó mà nghe thấy. Hệ thống nhỏ giọng nói, "Tống thư, đừng khóc mà." Ta chậm rãi chớp mắt, nâng cánh tay cứng đờ lên, cúi đầu che mặt. Ta dọn dẹp một vòng trong quy hề viên, phát hiện ra đồ đạc thuộc về mình thực sự ít ỏi đáng thương. Hệ thống thở dài, "Nghe lời người khác thì ăn no, ngươi tự chặn đường lui của mình, đổi lấy một cơ hội quay lại." có thấy đáng không? Đáng, ta nhặt cuốn du ký chưa đọc xong, bỏ vào hành lý, ta đã hứa với tiêu giật sẽ quay lại, chỉ là không ngờ hắn lại rời đi trước ta một bước. Hệ thống ngẩn người nửa khắc, lắp bắp nói, nhưng ngươi không thể quay lại nhà mình nữa. Người chết khó mà sống lại, bây giờ ta không thể giúp ngươi được nữa. Không sao, ngươi đã giúp ta đủ nhiều rồi. Ta mỉm cười thư thái. Phù thái tử không thể ở lại nữa, trời đất rộng lớn, luôn có chỗ cho ta nương thân. Lúc hoàng hôn, ta đeo hành lý rời đi. Vừa đẩy cửa sân, chỉ thấy tiêu giật đứng chắp tay bên ngoài, đám gia nhân trong phủ nhanh chóng thắp đèn lồng. Ánh sáng đỏ vàng chập chờn, ta không biểu lộ cảm xúc, cúi mắt nhìn toái tuyết đang quỳ trên đất. Tiêu giật nổi trận lôi đình, những hạ nhân trong quy hề viên đều bị đánh, ta bị quản thúc nghiêm ngặt hơn. Tiêu giật, hãy để ta đi, giờ ta ở lại đây, còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ vì ta có thiếp, tiêu giật không thể tin được, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển, nàng mới là người ta xác định làm thê tử. Ta hít một hơi sâu, trước đây là do ta đã bỏ qua sự khác biệt ăn sâu này, lại còn nghĩ rằng một đời một kiếp một đôi là điều chúng ta đồng lòng. Nhưng nam nhân trong thiên hạ đều như vậy, tiêu giật đấm mạnh xuống bàn, giọng điệu cứng rắn. Huống chi, nếu ta tiến xa hơn, lẽ nào phải để hậu cung trống rỗng vì nàng, sao nàng lại trở nên tham lam như vậy? Ta cúi người xuống, nhặt từng trang du ký bị hắn làm rơi vãi, nhưng người ta muốn gả không phải là nam nhân thiên hạ. Chàng tất nhiên không cần để chống hậu cung vì ta, ta gom lại những trang sách rời rạc, bình tĩnh ngước mắt lên. Ta cũng sẽ không trở thành một trong những nữ nhân ở hậu cung của chàng. Đêm đó, chúng ta tan rã trong không vui, mấy ngày liền tiêu giật không xuất hiện. Không khí ngột ngạt và u ám, như thể sắp có cơn mưa lớn, ta mở cao cửa sổ lên. thư cô nương, toái tuyết rụt rè đưa ly trà nóng, nghe nói thai của triệu chắc phi không ổn định, nên điện hạ phải ở bên cạnh, mấy ngày nay mới không qua đây, người đừng buồn. Có vẻ như mọi người đều nghĩ rằng ta phải sống dựa vào sự yêu chiều của tiêu giật. Ta cười tự diễu, không giải thích gì. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng báo. Mắt toái tuyết sáng lên, cố kìm nén sự phấn khích, thư cô nương, điện hạ đến rồi. Lời vừa dứt, tiêu giật đã bước vào cửa, toàn thân hắn dính đầy hơi đất ẩm và có mùi hoa thoang thoảng. Toái tuyết đã lặng lẽ lui xuống, ta vẫn cúi mắt, nhưng hàng mi dài không thể kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Thư thư, giọng của tư giật đã trở lại như trước, nghe kỹ còn có chút phấn khởi lạ thường. Trước đây ta không hiểu tại sao lần này trở về nàng lại thay đổi thái độ, mấy ngày nay được người chỉ điểm, cuối cùng ta đã hiểu ra. Ta từ từ nâng mắt lên. Hắn cười an ủi ta, nàng chỉ là chưa chấp nhận được sự thay đổi của ta, vẫn nghĩ ta là hoàng tử vô dụng trong lãnh cung phải dựa vào nàng, đương nhiên cũng không hiểu thế nào là thái tử phi là lỗi của ta không để nàng hòa nhập vào cuộc sống hiện tại của ta rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta nín thở cảm giác bất an trong lòng từng chút từng chút lớn dần tiêu giật đột nhiên tiến lại gần áp sát vào ta nàng dọn đến mai viện giúp ta chăm sóc nhi tử dạy dỗ thiếp thất học cách trở thành một thái tử phi đúng nghĩa ta bật dậy bước nhanh mấy bước để kéo giãn khoảng cách ngươi điên rồi để ta đoán xem ai đã khuyên ngươi ta nhếch mép chế diễu có phải là chịu chắc phi của ngươi không? Thư thư, tiêu giật trông có vẻ khó chịu, tô, châu tô cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta. Tiêu giật, ta nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, ngươi bảo ta, đi chăm sóc nữ nhân và nhi tử của ngươi. Rốt cuộc là ta điếc, hay là ngươi điên rồi? Tiếng sấm đi đùng nổ vang, một tia chớp sáng loáng rạch ngang bầu trời, chiếu sáng hai khuôn mặt tái nhợt trong phòng. Sau một khoảng lặng dài, tiêu giật che giấu ánh mắt tối tăm, giọng nói đầy áp lực nàng không phải rất muốn rời đi sao? Làm theo lời ta, nếu đến khi hài tử ra đời, nàng vẫn không thay đổi ý định, ta sẽ làm theo ý nàng. Xoẹt một tiếng, sợi dây căng cuối cùng cũng đứt, mưa bão như những mũi kiếm bạc rơi xuống, dữ dội và hung hãn xâm chiếm mọi góc. Sự thờ ơ trong ánh mắt ta tan biến thành làn sương mờ ảo, nhẹ nhàng cất tiếng, ta đồng ý. Ta đã dọn đến mai viện cùng với toái tuyết. Châu Tô nắm chặt phần dưới lưng, từ từ tiến lại gặp ta, tỉ tỉ đến rồi, Toto tô tô rất vui mừng. Ngươi vui mừng sớm quá, ta nhìn ngang qua từ đầu đến chân, đặc biệt dừng mắt tại bụng nàng, có lẽ ngươi nên tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ thai nhi. Nàng bất ngờ căng thẳng, vội vàng che bụng, nhìn ta như đang cảnh giác với kẻ trộm. Thư cô nương không cần phải đối đầu trực diện với nàng ấy, Toái Tuyết sắp xếp cẩn thận quần áo và đồ dùng của tôi, nếu nàng ấy kể lại chuyện này, có thể gây xích mích giữa điện hạ và thư cô nương. Ta lặng lẽ lật một trang sách, không sao cho dù ta nhận lỗi, nàng ấy cũng chẳng tha thứ cho ta. Tốt hơn là để cho bản thân thật thoải mái. Môi của Toái tuyết mím lại nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì. Đến lúc bữa tối, ngô bà tử dìu châu tô chờ ở sảnh. Khi thấy tiêu giật vào, ánh mắt của châu tô lập tức tràn đầy tình cảm dịu dàng, khóe miệng nàng nhòe lên. Ra ngoài làm gì? Bên ngoài gió lớn, tiêu giật bước tới, bàn tay lớn ôm lấy tay nàng một cách tự nhiên. Thiếp thích đợi điện hạ ở đây, Châu Tô giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo chút dịu dàng mềm mại không cưỡng lại được. Nàng, bỗng nhiên nhìn thấy ta đang đứng từ phía sau, tiêu giật lúng túng, nhanh chóng buông tay ra. Thư thư, hắn nhanh chóng tiến tới trước mặt ta, nàng đã dọn đến đây, cảm thấy thế nào? Ta không dễ phát hiện lui lại một bước, tránh xa tay hắn. Nhìn xuyên qua góc mắt, mặt của Châu Tô trở nên uất ức, chặt chẽ nhìn chầm chầm ta. Ta lạnh lùng cúi đầu, điện hạ, nơi ở trong phủ đều rất tốt không có gì phải quan tâm liệu ta có thích hay không. Tiêu Duệ hài lòng giúp ta đứng dậy, khuôn mặt gần gũi nói thầm vào tai ta, thư thư, lễ nghi rất tốt, ngày càng có dáng vẻ của Thái tử Phi, dường như chỉ cần nàng muốn làm, không có gì là không thể. Ta rủ xuống đôi mi xuống che giấu vẻ mặt chế nhạo. Ma xui quỷ khiến ta nhớ đến một câu, hầu môn nhất nhập sâu như biển, từ nay tiêu lang là lữ nhân. Dù chỉ có ba chúng ta cùng dùng bữa, đồ ăn vẫn đầy đủ như trên một bàn lớn ta lặng lẽ bưng tô lên, nhớ đến ngày xưa trong lãnh cung chỉ có một đĩa rau muối và hai tô mì trắng, nhưng chẳng bằng món ngon hôm nay khiến người khó nuốt. Ta lặng lẽ ăn một miếng cơm, nhai từ từ. Tỉ tỉ, ta muốn ăn con cua kia, châu tô với khuôn mặt ngây thơ, giọng nói còn có chút đáng yêu, tỉ tỉ giúp ta bóc con cua được không? Trước khi tư giật định nói gì, ta nhếch môi nhẹ nhàng mở miệng, con cua tính lạnh, có thai không nên ăn. Châu tô thót tim một cái, quay sang nhìn tiêu giật, Thư Thư nói đúng đấy, nàng không nên suốt ngày chỉ nghĩ ăn uống, hãy tập trung vào đứa bé là chính. Tiêu giật hơi không hài lòng, nhìn nàng một cái. Châu Tô mím môi dưới, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Vậy thì thiếp muốn ăn con tôm này, chắc không sao chứ. Nàng cười nhẹ, phiền tỉ tỉ giúp ta bóc con tôm cho tiểu hoàng tôn nhé. Tiêu giật nhíu mày, chuyện như vậy để cho hạ nhân làm là được, nàng cũng không nên. Điện hạ, Châu Tô trêu gẹo ngắt lời hắn, điện hạ quên rồi sao, chúng ta muốn tỷ tỷ tự mình tham dự vào. Đây là con của điện hạ, cũng là con của tỷ tỷ. Mẫu thân giúp hài tử bằng cách tự mình làm là cách tốt nhất để nuôi dưỡng tình cảm. Huống chi, điện hạ chẳng phải thường xuyên bóc tôm cho sao. Nàng giả vờ nói nhỏ, sao tỷ tỷ lại không thể bóc. Được rồi, những lời thừa thãi không cần nói nữa. Tiêu giật không thoải mái mà khẽ ho một tiếng, liếc nhìn sắc mặt của ta. Thư thư, hắn dơ đũa lên, gắp một con tôm đặt trước mặt ta dịu dàng nói ta nhớ trước đây nàng thường nói thích trẻ con đây là đứa con đầu tiên của ta sau này cũng sẽ gọi nàng là mẫu thân nàng có vui không ta nhìn chằm chằm con tôm trước mặt một lát sau đôi tay tinh tế của ta nhấc lên loại tôm này gọi là tôm đá đặc trưng của thời đại này vỏ tôm cực kỳ sắc bén và cứng những người quý tộc khi tự tay làm thường dùng công cụ để mở tôm tránh làm tổn thương ngón tay ta không muốn bị thương, vì vậy ta bóc tôm rất cẩn thận. Một lúc sau, thịt tôm trắng nõn được tách ra khỏi vỏ, ta bình tĩnh đáp, vui. Khi châu tô mang thai 5 tháng, nàng đặc biệt mời đạo sĩ từ núi Từ Minh, tính ra được thai này là Nam Hải. Tiêu giật từ xưa đến nay ghét đạo sĩ, nhưng khi nghe tin là Nam Hải, hắn cũng khẽ mỉm cười. Toàn bộ phủ thái tử tràn ngập niềm vui, ngay cả hoàng đế cũng ban cho một miếng ngọc kỳ lân. Có lẽ vì tiêu giật đến thường xuyên, hoặc sợ rằng ta sẽ ám hại đứa con của nàng. Châu Tô không còn sức để gây khó dễ cho ta, chỉ ôm bụng mỗi ngày, nói những lời kỳ quặc. Ta sống dễ chịu hơn, lòng cũng ngày càng bình thản. Chỉ đợi nàng sinh nở xuân sẻ, ta sẽ được tự do, từ đó rời đi mãi mãi, bất kể là phủ thái tử hay hoàng cung, đều chỉ là chuyện quá khứ. Nhưng ta không ngờ, mình sẽ vô tình gặp phải một rắc rối lớn. Khi mọi người nghỉ trưa, ta không ngủ được, một mình đi dạo vào sâu trong rừng mai. Khi càng đi càng lạc lối, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Rốt cuộc là vì sao? Gần đây ta đã nhiều lần đau bụng, thuốc này thực sự không có vấn đề chứ. Giọng nói của Châu Tô gấp gáp và khàn đặc, khác hẳn với giọng nói dịu dàng thường ngày. Ta vô thức nhíu mày, dựa vào thân cây nghe ngóng. Nếu nương nương không tin bần đạo, có thể ngay lập tức ngừng dùng thần dược này. Dùng sức người để thay đổi giới tính thai nhi vốn là chuyện nghịch thiên nương nương chỉ bỏ ra chút bạc nhưng lại làm tổn hại đạo hạnh của ta nếu không phải vì thấy nương nương chân thành bần đạo tuyệt đối không chấp nhận đó là giọng của đạo sĩ lòng ta trùng xuống châu tô vì muốn sinh nam hài mà dám cả gan đến thế thuyên đạo trưởng xin thứ lỗi cho ta lỡ lời châu tô thở dài thật sự là ta không thể thua được đã đến nước này ta nhất định phải sinh nam hài đợi khi ta mẫu dựa vào tử quý mà được phong chính thất đạo trưởng tự nhiên cũng sẽ có phần thưởng xứng đáng. Đạo sĩ cười, vuốt râu, vậy thì xin chúc mừng thái tử phi trước. Nghe vậy, tim ta đập thình thịch, chờ họ đi xa, ta vội vàng rời khỏi. Không biết thuốc của đạo sĩ có gì kỳ lạ, tuy ta không hiểu về dược lý, nhưng cũng có những kiến thức sinh học cơ bản. Nếu chỉ là lừa tiền thì còn đỡ, sợ rằng sẽ gây hại đến tính mạng. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định trực tiếp nói với tiêu giật. Ta không phải thánh nữ, không có nghĩa vụ cứu giúp nữ nhân của tiêu giật nhưng không thể nhìn đứa bé vô tội bị hại tiêu giật nhận lệnh hoàng đế hiện đang thị sát dân tình ở giang nam ta viết xong thư giao cho toái tuyết để gửi đi sáng hôm sau ta lén vào bếp nhỏ chờ khi nha hoàn mang thuốc bổ đi nhanh chóng lấy trộm bã thuốc ta mang nó đến nhờ đại phu của y quán hồi xuân xem xét lão phu cũng không dám chắc nhưng nhìn qua đều là thuốc mạnh phụ nữ có thai tốt nhất không nên dùng ông dùng tay xoa bã thuốc nheo mắt lại bên trong có vài vị thuốc dường như đến từ tây vực cẩn thận trọng ta cúi đầu một lát sau nói phiền ông giúp ta phối lại một thang thuốc hương vị tương tự nhưng không gây hại cho phụ nữ có thai mỗi khi đến giờ dần ta lén vào bếp nhỏ thay thuốc chỉ chờ tiêu giật trở về hôm đó khi tay ta vừa chạm vào nồi thuốc một cơn gió mạnh ập đến sau lưng cổ tay bị giữ chặt bởi một lực mạnh mẽ Ngô bà tử nhìn ta với ánh mắt đầy độc ác, nghiến răng nói: "Tiện nhân, lần này ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn." Ta bị đẩy mạnh vào chính sảnh, chân bị đá mạnh, ngã quỵ xuống đất. Châu Tô từ trên cao nhìn xuống, khinh thường nói: "Tống thư, ta có gì không phải với ngươi mà ngươi lại hại ta như vậy?" Thuốc không có độc, ta nén đau, từ từ đứng dậy từ dưới đất, "Ngươi có thể tùy tiện tìm một đại phu để xem." Chính sảnh trống trải, gió từ bốn phía thổi vào chân làm mồ hôi trên người ta lạnh buốt một lát sau nàng ấy cười khẩy nếu thuốc không có độc thì ngươi chắc hẳn biết về chuyện thần dược châu tô khinh miệt cúi mắt ngươi luôn miệng không thèm vị trí thái tử phi giờ lại ngăn cản ta sinh nam hài thật là giả tạo trên đời này không có thuốc nào thay đổi được giới tính thai nhi ta mím môi cảm thấy bất lực nếu uống thuốc linh tinh mà xảy ra chuyện đừng nói là thái tử phi ngay cả vị trí chắc phi của ngươi cũng không giữ được châu tô ngẩn ra bối rối vút ve bụng. Ngô bà tử tiến lên một bước, vội vàng nói, nương nương đừng để bị nàng ta lừa, thuyên đạo trưởng pháp lực cao cường, nghe nói quý phi trong cung cũng nhờ uống thần dược mà sinh ra ngũ hoàng tử. Ta thấy nàng ta lòng dạ hiểm ác, ngô bà liếc qua, giọng nói thấm đẫm ác ý, điều quan trọng nhất là, giờ chúng ta không thể giữ nàng lại được nữa. Nghe vậy, cả ta và châu tô đều kinh hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau. Độc làm câm là được, không cần lấy mạng nàng ta, Châu Tô nuốt nước bọt, hai tay nắm chặt khăn lụa. Dù thường ngày có ra vẻ trưởng thành đến đâu, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 17-18 tuổi, ánh mắt dao động, chạm phải ánh mắt ta rồi lại vội vã tránh đi. Độc làm câm, nàng ta vẫn còn tay, có thể viết, có thể vẽ, đừng để lại hậu họa cho mình, nương nương. Ngô bà nắm chặt cánh tay Châu Tô, chậm rãi nói, nương nương, nếu nàng ta vừa câm vừa tàn, đợi thái tử trở về, ngài định giải thích thế nào? Ta vai Châu Tô căng cứng, mồ hôi dịn ra trên chóp mũi, nhưng nếu nàng ta biến mất, Điện Hạ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho ta. Lúc đó, ta phải giải thích thế nào. Ngô bà kéo nàng lại, để nàng đối diện với bà, nói nhỏ, nàng ta có tay có chân, sẽ tự về nhà, ai quản được. Hơn nữa, đây không phải lần đầu, 5 năm trước nàng ta cũng từng mất tích mà. Điện Hạ sẽ tin. Châu Tô im lặng, hồi lâu sau, ánh mắt rời rạc dần dần trở nên kiên định, ta nghe lời bà. Ta hạ mi mắt, tay bên cạnh khẽ co lại rồi lại thả lỏng. Ngô bà tự đi chuẩn bị thuốc độc, trong sảnh chỉ còn lại ta và Châu Tô đối diện nhau. Sau một lúc lâu im lặng, Châu Tô khẽ mở miệng, "Ta từng ghen tị và căm hận ngươi. Rõ ràng chỉ là một nha hoàn, lại được điện hạ toàn tâm toàn ý, còn ta chỉ vì vài phần giống ngươi mà được điện hạ thương hại." Ngay sau đó, Châu Tô cười khổ một tiếng, "Có lẽ ngươi không biết, tên thật của ta là Châu Ninh, nhưng điện hạ lại gọi ta là Thư Thư." nên ta tự đổi tên mình để hắn gọi cho tiện ta đảo mắt không trả lời có phải ngươi cũng cảm thấy ta rất tiện đúng không nàng nghẹn ngào ta cũng nghĩ vậy nhưng dù thấp hèn như con kiến ta cũng không có đường lui tâm và người ta phải giữ lại một cái châu tô nhìn vào khoảng không với ánh mắt tàn nhẫn ngươi chết rồi không còn ai tranh giành với ta nữa và ta cũng không còn là cái bóng của ai cả nếu lại xuất hiện một nữ nhân giống ta hơn trẻ hơn ngươi thì sao ta lạnh lùng nhìn, ngươi muốn đấu tranh như thế cả đời sao? Mặt châu tô đột nhiên xanh sao, đôi môi đỏ hơi run rẩy. Nương nương, đừng nghe nàng ta mê hoặc, ngô bà cầm chén thuốc, bước nhanh vào, dù sao thắng được nàng là đủ, chuyện sau này không cần thư cô nương lo lắng. Chén thuốc đen nhánh đưa đến trước mặt ta, uống đi, thư cô nương, đừng để lão bà phải đút ngươi, tay chân ta không dịu dàng đâu. Ta cúi mắt, nhận lấy chén thuốc, ta không sợ chết, chỉ thấy buồn cười lần chết đầu tiên là vì tình yêu mù quáng vì một nam nhân lần chết thứ hai thật là vì chứng bệnh thánh mẫu tái phát làm một việc tốt thật là một cuộc đời châm biếm ta khẽ cười ngửa đầu uống cạn chén thuốc bây giờ ta có thể đi chưa ta thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đôi chủ tớ kia không được ngô bà cúi đầu sau khi tắt thở phải lập tức hỏa thiêu cái gì châu tô lập tức che miệng lưng cứng đờ nhũ mẫu kéo ra xa chôn là được cần gì làm đến mức này nương nương ngài quá mềm lòng rồi chúng ta không thể để lại chứng cứ nhưng mà thiêu đi ta đồng ý ta lau máu chảy ra từ mũi lảo đảo ngồi xuống ghế không ngờ ở đây lại gặp phải hỏa táng chủ tớ đột nhiên im bặt nhìn thẳng vào mặt ta biểu cảm có chút kinh hãi bất an cơ thể ngày càng nặng cơn đau dày đặc đâm vào ngũ tạng lục phủ ta cố gắng nén lại cảm giác tanh nơi cổ họng. Liếc mắt qua, sau khung cửa sổ, ánh mắt sợ hãi của Toái Tuyết đang run rẩy. Ta đột nhiên quay đầu lại, nhắm mắt thật chặt. Đêm đó, khói đen bốc lên từ phủ thái tử, lơ lửng suốt cả đêm. Khi tiêu giật trở về trong bộ dạng phong trần mệt mỏi, ta đang ngồi vắt chân trên chiếc xích đu trong sân, đung đưa qua lại. Châu Tô với ánh mắt đầy tình cảm, nhanh chóng bước lên, nhưng bị một cái tát mạnh làm ngã xuống đất. Nương nương, ngô bà kêu lên thảm thiết, vội vã chạy tới. Châu Tô ôm mặt, ngây người nhìn tiêu giật. Điện hạ, nương nương còn đang mang đứa con của ngài. Ngô bà đấm ngực than thở, nhưng lại không dám thực sự la lớn. Tiêu giật cười lạnh lùng, đá một cú vào ngực ngô bà, khiến bà ta ngã xuống đất, không thể đứng dậy được. Sau đó, binh lính áp giải một người bước vào, mái tóc bạc phơ rối tung. Chủ tớ Châu Tô đều lộ vẻ mặt kinh hãi tột cùng, ta tò mò bước tới nhìn, thì ra là lão đạo sĩ núi từ mình. Châu tô, ngươi to gan thật, dám sử dụng tà dược làm hại hoàng tự, có biết tội đáng chết không? Tiêu giật nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt đầy sát khí. Ta không có. Châu tô lập tức quỳ xuống, ôm lấy chân hắn, điện hạ tin ta, đó chỉ là thuốc bổ dưỡng thai thôi. Tiêu giật lùi lại một bước, gỡ tay nàng ra, yêu đạo đã khai, ngươi còn muốn chối cãi? nếu không phải thư thư kịp thời viết thư báo tin thì cái thai trong bụng ngươi đã không giữ được rồi tiêu giật mắt u tối nghiến răng nói ta đã cho người điều tra yêu đạo này đã hại không biết bao nhiêu nữ nhân mang thai ở phía nam đồng tử châu tô co lại thân thể lập tức ngã quỵ xuống đất ngô bà bò tới ôm nàng cùng khóc vừa kêu oan vừa nguyền rủa lão đạo sĩ tiêu giật tức giận nhìn họ một cách đầy trách móc sau đó ngước mắt nhìn về phía sau thư thư đâu sao không thấy nàng ra đón ta tiếng khóc lập tức ngừng lại trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ta từ từ bước tới vẫy tay trước mặt tiêu giật nhưng ánh mắt hắn không hề dao động có vẻ như hồn phách thực sự không có chút cảm giác nào điện hạ ngô bà run rẩy nói thư cô nương cứ luôn nói muốn về nhà một ngày nọ đột nhiên không thấy đâu nữa nương nương của chúng ta đã phái người tìm kiếm rất lâu chắc là nàng ấy đã về nhà rồi tiêu giật đột nhiên đứng sững tại chỗ mắt không chớp như thể không hiểu lời của Ngô bà. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói, nàng lại đi rồi sao? Hắn trống rỗng nhìn về phía phòng ngủ của ta, đôi mi dài đen đậm chầm chậm chớp, lần này lại là mấy năm. Tim ta đột ngột đau nhói, mơ hồ thấy lại thiếu niên lạc lối của 5 năm, năm trước. Ta ghé sát vào tai hắn, khẽ nói, lần này, không cần chờ ta nữa. Hắn lại lắc đầu, không sao, ta đã từng đợi nàng rồi mà. Nước mắt lăn dài xuống ta mới nhận ra rằng 5 năm, năm trước ta còn nợ chàng thiếu niên ấy một lời xin lỗi. Dù sau này mọi chuyện không thể cứu vãn, chúng ta đã từng chân thành với nhau. Điện hạ, toái tuyết từ trong nhà lao ra, quỳ mạnh xuống đất, nàng ta nói dối. Nô tỳ tận mắt thấy, họ đã giết thư cô nương, ngài sẽ không bao giờ đợi được thư cô nương nữa. Môi tiêu giật mấp máy, một lúc lâu không nói thành lời, hắn nghiêng đầu nhìn châu tô. Lúc này, châu tô đã sợ đến mức gần như ngất xỉu, sự thật như thế nào, không cần phải nói ra. Nàng ấy ở đâu? Dẫn ta đi xem. Hắn vừa nói, giọng khàn đến mức gần như sắp khóc. Toái tuyết ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt, không còn nữa, họ đã hỏa thiêu thư cô nương, thiêu thành cho rồi. Mặt tiêu giật đột ngột trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, siết chặt lấy cổ mình. Điện hạ, ngài sao vậy? Đừng làm ta sợ. Châu Tô run rẩy muốn đỡ hắn. Mắt tiêu giật trợn lên, Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không động đậy. Người xung quanh đang hỗn loạn chạy tới, vòng vòng xung quanh tiêu giật, trong khi ta chỉ lặng lẽ ở bên ngoài vòng tròn, không thể nhìn thấy gì cả. Thái tử đột nhiên mắc phải bệnh nặng, nằm liệt giường không thể dậy. Các thái y trong cung lần lượt đến, đều chỉ biết thở dài và lắc đầu. Họ nói, tim phổi thái tử đã hư hại sâu, dược liệu đều vô dụng. Châu Tô đứng ngoài cung một bước cũng không rời, tiêu giật không chịu gặp nàng nàng cũng không ăn uống, khóc suốt ngày. Ta đứng im lặng bên cạnh nàng, một lúc sau, lại bay vào phòng trong. Mùi thuốc nồng nặc trong phòng ngủ không dễ chịu, ta nhăn mặt, muốn mở cửa sổ lên nhưng tay lại thẳng tắp đi qua, chẳng chạm vào được gì. Ta quay đầu nhìn về phía giường, bất ngờ gặp ánh mắt của tiêu giật, lòng ta đập thình thịch, hầu như tưởng rằng hắn có thể nhìn thấy ta. Thư thư, hắn nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, ta đã sai, ta lại bị một chương túi da mê hoặc không ai có thể thay thế được nàng thư thư ta sai rồi khi nào nàng trở về lại là một cơn ho dữ dội hắn cong lưng khóe miệng bị máu tươi làm ướt ta muốn lau máu cho hắn nhưng lại hữu tâm vô lực đến khi trời tối mịt hắn tuyệt vọng kéo mi mắt xuống giống như một chú chó con bị bỏ rơi nghẹn ngào nói nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa một bước sai bước nào cũng sai không có nàng ngôi vị thái tử này có ý nghĩa gì ngày đó ta bị sốt cao nàng không nên cứu người lòng lăng dạ sói như ta hắn cúi đầu thật sâu ta cụp mắt nhìn thấy khăn gối dần dần thấm đẫm dưới dạng linh hồn ta luôn ở bên tiêu giật nghe hắn vừa làm nhảm vừa ho ra máu đôi khi nói về những chuyện xấu hổ trong quá khứ chúng ta cùng cười hiểu ý nhưng rồi lập tức rơi vào im lặng cho đến buổi sáng hôm đó đột nhiên tinh thần hắn tốt lên tự mình có thể dậy khỏi giường hắn không cho thái y lại gần chỉ gọi những người thân cận đến dặn dò hậu sự. Ta ngồi trên ghế thái sư, co do cơ thể, không hiểu sao, linh hồn của ta cũng dần dần mờ nhạt. Lá thư này giao cho Châu Tô, đợi nàng sinh con xong, bắt giam vào đại lý tự với tội danh giết người, lấy mạng trả mạng. Tất cả nô tỳ bên cạnh Châu Tô đều đánh chết, hôm nay thi hành án. Sau khi ta chết, hỏa táng, cho chôn dưới xích đu ở quy hề viện. Điện hạ, người thân cận hoảng sợ, quỳ xuống đất, không thể, điện hạ hắn cười đau đớn, có gì không thể. Thân thể tàn phế này ở lại thế gian, sợ làm nàng chán ghét, chỉ có đốt sạch mới hy vọng kiếp sau, ta có thể có cơ hội trục lỗi một lần nữa. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Người thân cận quỳ lại, rất lâu không dám ngẩng lên. Sinh tử cách biệt, yêu hận ngày xưa đều trở nên mờ nhạt, ta ôm gối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ ập đến. Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông vang lên bên tai, toàn thân ta chấn động. Đợi tiếng chuông dừng lại, ta đếm, tổng cộng 28 tiếng, chắc là thái tử đã qua đời. Ta ngẩng đầu, nhìn về hướng hắn, linh hồn dần dần tan biến. Toàn văn hoàn. Nếu các bạn thấy hay hãy like video và theo dõi Minh Nhật TV để nghe thêm nhiều chuyện hay nữa nhé. Cảm ơn các bạn.